Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Trên bản cân thông số giữa Kawasaki Z900 2010 và MV Acquista Rutan 800 RR 2021. Sau khi so sánh với MV Acquista Rutan 800 RR 2021 đối với cái hũ cạnh tranh ở châu Âu là Trump Chichibon 765RS, thì lần này chúng tôi sẽ so sánh nó đối thủ đến từ bản là Kawasaki Z900 2010. Về mặt động cơ, Kawasaki Z900 2010 chiếc cái động cơ là 4 xăng thẳng hàng, 4 quanh trên mỗi xăng, DOC làm mát bằng nước, dung tích là 948cc. Còn MV Acquista Rutan 800 RR 2001 với động cơ là 3 xăng thẳng hàng, 4 quanh trên mỗi xăng, DOC là mát bằng nước với một dung tích là 798cc. Công suất cực đại, Kawasaki Z900 2010 cho ra một công suất là 123 HP tại ngưỡng mồng tua máy là 9.500 phút, mô men xoắn cực đại là 98.6 Nm tại ngưỡng mồng tua máy là 7.700 vòng/phút. Còn MV Acquista Rutan 800 RR 2001 với một công suất là 138 HP tại ngưỡng mồng tua máy là 12.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại là 87 Nm tại ngưỡng mồng tua máy là 10.250 vòng/phút. Hộp số Kawasaki Z900 2010 hộp số còn tài sao cấp đi cùng cái nồi chống trượt Leblus. Còn MV Acquista Rutan 800 ER có hộp số còn tài sao cấp và một bộ nồi chống trượt Leblus được trang bị thêm sáng nhanh 2 chiều Wissister. Hệ thống kèo Kawasaki Z900 2010 trang bị cái giảm số trước hành trình ngược 41m, cái dẫn sau mô sốc, cả hai có thể được điều chỉnh. Còn MV Acquista Rutan 800 ER 2021 giảm sốc trước hành trình ngược 43m đến từ Marussia DLC, trong khi cái dẫn sau dạng mô sốc có cái bình dầu phụ rời của sắt, cả hai có thể được điều chỉnh. Hệ thống phanh, cái chiếc Z900 2010 được trang bị kẹp phanh 2 bit đi cùng cái đĩa là 300mm ở phía trước, kẹp phanh đơn 1 bit với cái đĩa là 250m ở phía sau, phanh ABS 2 kinh. Còn MV Acquista Rutan 800 ER 2001 cái kẹp phanh kép của Rainbow 4 bit với cái đĩa phanh là 320m cùng với kẹp phanh đơn 2 bit phía sau đi cùng với cái đĩa là 220m có phanh ABS 2 kinh. Cái mâm xe Kawasaki Z900 2010 cái mâm hợp kim 5.7 inch với thông số lớp lần lượt là 120/10/17, còn phía sau là 180/55/17. Còn MV Acquista Rutan 800 ER 2001 cái mâm hợp kim rèn 5.7 inch ở phía trước và 6 inch phía sau với thông số lớp lần lượt là 120/10/17 và 180/55/17 trước và sau. Thông số kích thước Kawasaki Z900 2001 với chiều dài cơ sở 1.455m, cái chiều cao y 820m, đi cùng bình xăng 7 lít, cái trọng lượng 1, cái trọng lượng là 212kg. Còn MV Acquista Rutan 800 ER 2001 với chiều dài cơ sở 1.400m, cái chiều cao y là 830m, đi cùng bình xăng dung tích là 16,5 lít, cái trọng lượng 195kg. Các tính năng trang bị Kawasaki Z900 2010 trang bị đồng hồ TT kích kết hợp thông minh, 4 chế lái gồm Rain, Cross, Box, Rider, còn 2 chế độ Power là Full Power và Low Power, Traction Control 3 chế độ, Downless toàn diện. Trong khi MV Acquista Rutan 800 ER 2001 đồng hồ TT cộng với MV Acquista Triad Bluetooth, Bodista Jason, Cruise Control, Lens Control, cảm biến IMU 60, 3 chỗ lái, Power Sport, Trenerine ABS, Jason Control, Gearing Control, Anti-Crash Control, Refueling, Disc-Up, Management. Cái đèn flash cộng với cái đèn chiếu sáng ban ngày DL, cái đèn chiếu sáng cấp cụ vật. Về mặt giá bán,
Các Whisky Z900 2010 có mức giá là 288 triệu đồng, được bán chính hãng ở Việt Nam. Còn MV Acosta Brutal R800 2011 có mức giá bán tại châu Âu rơi vào khoảng là 24.144 euro, đổi ra tương đương là khoảng 641 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy chia tiếp nhớ like, subscribe.